Sau khi hạ nhân chia thịt gấu cho dân làng, sáng hôm sau, chào tạm biệt anh Thanh và dì, rồi mang da gấu đến chợ bán. Vừa tìm được chỗ, trải da gấu ra định bán, thì một viên quan đi tới. Muốn bán hàng, phải đóng tiền. Đóng tiền? Đây chẳng phải tiền thuê chỗ ở chợ sao? Thưa ngài, tôi không có tiền, nhưng bán được da gấu này, chắc chắn sẽ trả đủ. Không được, phải nộp tiền trước mới được bán. Viên quan lắc đầu cương quyết, hạ nhân cũng bất lực, đành phải năn nỉ. Tôi sẽ trả tiền hộ anh, hy vọng anh giữ lời. Bán được da gấu thì trả lại tôi. Thời này vẫn còn qua như vậy sao? Mình đã đánh giá thấp người xưa rồi. Cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ trả. Da gấu đen này còn nguyên vẹn, rất quý giá, người thường không mua nổi đâu. Chỉ có người giàu mới mua được, nhưng họ hiếm khi đến chợ này. Đúng thế, giống như bán MV ở chợ giàu vậy. Nhiều người xem nhưng ít mua, biết tìm người giàu ở đâu đây? Đại nhân nhà tôi có mẹ già, em nhỏ, thời buổi khó khăn, may mắn có được tấm da gấu này. Xin ngài chỉ đường, tôi sẽ hậu tạ. Anh gặp may rồi, hôm nay Phạm Lãi Đại Phu sẽ đi tuần qua đây. Lúc đó, anh có thể thử vận may với ông ấy. Phạm Lãi là thời Câu Tiễn nước Việt, lúc đó kinh đô của Câu Tiễn chính là nơi này. Cảm ơn ngài. Da gấu đen nguyên vẹn chỉ có một tấm, vô cùng quý giá, mọi người mau đến xem. Chàng trai này cao lớn, mắt sáng mày rậm, mũi cao, khí chất bất phàm, lại có thể săn được da gấu nguyên vẹn thế này, chắc hẳn là một tay anh hùng hào hán. Hiện nay đại vương đang chiêu hiền đại sĩ, tích lũy sức mạnh. Nếu có được sự giúp đỡ của chàng trai này, sau này báo thù nước Ngô chắc chắn sẽ thêm phần nắm chắc. Này tiểu huynh đệ, ta mua tấm da gấu này, ta thấy tiểu huynh đệ có tài năng, có thể theo ta về phủ bàn chuyện không? Việt vương Cầu Tiễn ngoài ý chí nằm gai nếm mật được sử sách ca ngợi, sự tàn nhẫn của ông ta cũng khiến người ta e ngại. Phạm Lãi đã bỏ trốn sau khi Cầu Tiễn báo thù, nhưng Văn Chủng người ngang hàng với ông lại chết thảm. Hạ nhân hiểu ý Phạm Lãi, nhưng có phần không muốn. Đối với một kẻ kiêu hùng như Việt vương Cầu Tiễn, hạ nhân muốn tránh xa, nhưng giữa đường cũng khó từ chối Phạm Lãi. Cảm ơn đại nhân đã coi trọng, tôi xin theo ngài. Phạm Lãi gật đầu hài lòng và bảo thuộc hạ mang đến một hòm tiền nhỏ đưa cho hạ nhân. Tiền tệ của nước Việt là cách bích, hạ nhân lấy 10 đồng cách bích trả lại cho viên quan chợ. Tôi chỉ ứng trước cho anh một tiền, không cần trả tôi 10 tiền đâu. Nếu không có ngài, da gấu này chưa chắc đã bán được. Xin ngài cứ nhận đi. Cứ nhận đi, đây là công của ngươi, ngươi làm việc tuân thủ pháp luật, lại biết linh hoạt, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Trả tiền lại xong, sau đó hạ nhân theo Phạm Lãi về phủ. Xin hỏi tên tiểu huynh đệ. Lý hạ nhân, tiểu huynh đệ là con nhà dòng dõi à? Tôi chỉ có dì và em gái đã cứu mạng tôi. Hai người thân, không phải con nhà dòng dõi gì. Ta thấy tiểu huynh đệ khí chất bất phàm, có thể săn được gấu đen như vậy, quả là anh hùng hào hán. Hiện nay Việt vương đang nỗ lực cải cách, phấn đấu vươn lên, đang là lúc chiêu hiền đại sĩ. Ta muốn tiến cử tiểu huynh đệ, tin rằng với tài năng của tiểu huynh đệ sẽ sớm lập công danh, khi đó dì và em gái cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đại phu quá khen rồi, tôi chỉ may mắn thôi, tình cờ săn được gấu đen, chẳng phải anh hùng gì cả. Không dám để đại phu tiến cử, sợ làm hỏng việc lớn của ngài. Phạm Lãi ngạc nhiên, không ngờ hạ nhân lại từ chối đề cử. Phạm Lãi không nản chí, cố thuyết phục. Hạ nhân kiên quyết không nghe, một mực từ chối, nhưng ông biết ép buộc sẽ khiến hạ nhân chống đối, nên không khuyên nữa, bảo người lấy gạo và một cây cung. Cậu từ ngoài thành đến, dân chúng đang khó khăn, chắc cậu cần tiền mua gạo, ta tặng cậu ít gạo. Thấy gấu không có vết thương, chắc nhà cậu nghèo, không đủ tiền mua cung, ta có sẵn một cây, kiếm quý tặng anh hùng, cung này tặng cậu. Dù sao đi nữa, nếu sau này đổi ý, cứ đến tìm ta. Phạm Lãi chu đáo, tiếc là người kia không muốn, anh ta không từ chối, nhận cung và gạo rồi rời đi. Thật là nhân tài hiếm có, tiếc quá. Thưa đại nhân, cậu ấy để lại tiền mua da gấu ở cổng rồi, chạy quá nhanh, chúng tôi đuổi không kịp. Hạ nhân không cho ta cơ hội nào cả. Gì, anh Thanh, con về rồi. Anh, sao về muộn thế? Gặp một người quý mua da gấu, đòi đưa con về nhà nói chuyện, nên chậm trễ, làm gì lo rồi. Gì à, ta không phải lo gạo nữa. Bao gạo to thế chắc nặng lắm, con mang nó đi xa vậy, vất vả quá. Về nhà thôi, gì nấu cơm rồi. Dì với anh Thanh không ăn thịt gấu à? Chúng ta ăn không hết, con ăn đi. Hạ nhân, hạ nhân chia thịt làm ba, đưa dì và anh Thanh mỗi người một phần. Dì ăn đi, con không cần ăn nhiều thế. Đã ơn trời cho chúng ta cứu được hai người, để ủng hộ. Thì ra đó chính là kẻ vừa bán xong thú săn ở chợ, đang về nhà, đi chưa được mấy bước đã bị để ý. Ba người theo tôi lâu rồi, đến lúc xuất hiện đi. Thằng nhóc, người đã phát hiện bọn tao, sao còn đi đường vắng thế này? Chẳng phải tự tìm đường chết sao? Ngoan ngoãn đưa tiền đây, ta tha cho người sống. Chọn chỗ này vì giết chúng ngươi, cũng chẳng ai chôn xác đâu. Thằng khốn, ngươi muốn chết à?
Hạ Nhân chụp lấy dao găm, lòng bàn tay không hề chảy máu. Chủ yếu nhờ hệ thống tăng cường thể chất hàng ngày. Không biết hệ thống này sẽ tăng cường đến mức nào. Tuy giờ giao thường không thể gây thương tích, nhưng những thanh bảo kiếm đời sau có lẽ vẫn làm tổn thương được tôi. Sao lại thế? Có phải người không vậy? Ma quỷ! Này, các người định đi đâu? Đại ca tha cho bọn em, xin tha mạng. Trước đây chắc cũng có người cầu xin như chúng ngươi. Hạ Nhân giết 3 tên cướp, lục soát được hơn 100 đồng tiền, rơi thẳng tiến về làng. Tốc độ cực nhanh, Hạ Nhân rời nhà, chỉ lát sau đã tới đội anh thanh chăn cứu. Thấy một con khỉ trắng đang cưỡi trên lưng một con dê đực, cơ mỹ như tướng quân cưỡi ngựa chiến. Anh thanh đuổi theo hét lên bảo nó xuống. Anh ơi, đó là Bạch Công Công, bắt nó đi. Bạch Công Công, xem ngươi còn ngầu không nào. Khỉ trắng vung gậy tre. Bạch Công Công, nếu làm anh bị thương, em sẽ không thèm chơi với ngươi nữa. Đồ khỉ, ta chưa trả đòn, ngươi tưởng ta không có tính khí à? Một lúc sau, khỉ trắng bỗng quỳ gối trước mặt Hạ Nhân. Bạch Công Công, ngươi dám đánh anh trai ta? Khỉ trắng kêu ừ, trước mắt khác hẳn vẻ hung hăng bàn nãy. Từ hôm nay, ngươi dùng gậy tre đánh anh Thanh. Anh Thanh, em cũng cầm gậy tre thử đánh nhau với khỉ đi. Võ công của Bạch Công Công rất giỏi, em phải học cho tốt. Học xong ít ai có thể làm hại em. Em có thể bảo vệ gì và cả anh nữa. Nhưng anh không phải giỏi hơn sao? Bạch Công Công không đánh trúng anh, còn bị anh đánh hoài. Nghe lời đi, bảo em học với Bạch Công Công thì cứ học đi, đừng nhiều lý do nữa, bắt đầu đi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe cơ giáp và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.